Ăn cái gì? Ăn phở gà. Ăn phở gà á? Thì không sao không thích ăn sốt vang à? Nhưng mà đi ăn sốt vang gặp người quen người ta mới trả tiền cho mình chứ đi ăn phở gà làm gì gặp người quen đâu. Hả? Thế thôi ăn sốt vang nhé. Ăn phở gà nhé. Được, nhất trí. Được cái là nhà tôi ở gần chợ, cho nên ở quanh khu nhà tôi thì ăn cái gì cũng ngon, chẳng có cái gì không ngon cả. Ai, thế cho nên là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhá, một quán bò sốt vang. Ha. Quay cái nồi sốt vang của chú nào. Đây. Đây, xem nó có chất lượng của Lào Cai không. Đây, khoe cho các bạn Hà Nội xem sốt vang Lào Cai nhá. Đây, chú đào đảo hộ cháu lên xem nào. Nó nhìn nó gì cho nó gọi. Nó kích thích chứ. Nha, mọi người nhìn miếng gân nhìn sướng không? Tôi sinh ra và lớn lên ở hai cái chợ gần như lớn nhất của tỉnh Lào Cai. Một là chợ Cốc Lếu và hai là chợ Phố Mới. Và ở bên chợ nào thì nhà tôi cũng là cái nhà đối diện với cả cổng chợ luôn. Thế cho nên là từ bé tôi đã được ăn rất nhiều món ăn ngon rồi. Từ đồ ăn Trung Quốc mang sang đến của ngon vật lạ mà cứ cái gì được bán ở trong chợ là kiểu gì tôi cũng phải được ăn. À mà ở trên Lào Cai tôi có một văn hóa rất hay nhá, là gặp người quen khi đi ăn sáng thì thường hay trả tiền hộ. Mười mấy năm tôi sống ở Hà Nội cũng chưa bao giờ từng gặp người quen khi gặp ở trong quán ăn sáng mà người ta trả tiền hộ mình cả. Ấy thế mà khi về với Lào Cai nhá, 10 buổi tôi đi ăn sáng thì chắc phải đến 8 buổi là có người trả tiền hộ. Mà đôi khi có người trả tiền hộ tôi còn chả biết người ta là ai cơ. Nhưng không phải vì thế mà mình đi ăn trực đâu nhá. Bữa nào đi ăn sáng mà gặp người quen người ta đến sau thì kiểu gì tôi cũng sẽ đứng dậy và trả tiền trước hộ. Ở đây gọi là văn hóa đi, văn hóa Lào Cai đấy các bạn ơi. Ấy mà quên mất, ở trong phố nhà tôi có cái quán sốt vang ngon cực kỳ luôn nhá. Quán này cực kỳ nổi tiếng với cả dân lái xe ở Lào Cai luôn. Ở trên đường Phạm Ngũ Lão và đối diện với cả là cái Ủy ban nhân dân phường Phố Mới cũ đấy. Ăn sáng xong về Hà Nội thôi. Ăn sốt vang không? Ê, ăn sốt vàng không? Buồn thế.